Xin chào tất cả các anh em nha. Nay mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp từ sáng Blue Coin để tham gia giá hôm nay. Cảm ơn clip phần liên mô tả Motera bấm nút start cho chatbot nha bạn. Con này chạy trên tảng TRX nha bạn. Hiện tại trên nguồn ngay góp chạy trên tảng NH phí khá là cao nên tôi cần không có về nha bạn. Rồi một tôi cần Blue 0.029 UTT 0.3 nha bạn. Thì trên này góp mình sẽ ghép được 20 tôi cần Blue khoảng cứ khoảng 6 đô. Cái bấm số này góp nha bạn. Không tới 6 đô 5 đô mấy. Hy vọng nó về nha các bạn. Rồi bấm cho này gấp nha các bạn. Rồi nha các bạn, con này minimum max là 300 người nha các bạn. Rồi bấm submit tên. Rồi tiếp tục các bạn bấm don nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ đường link YouTube thì các bạn vào trang YouTube, kênh YouTube của mình copy các bạn, vì mình đã bạn nào chưa biết thì xem lại những video mình các bạn, vì mình kênh link YouTube mình để mình đây sang qua cho nó dễ các bạn. Mình copy link đây các bạn vào kênh YouTube của mình vào cài đặt rồi gặp à. Rồi bạn gỡ các bạn. Tiếp tục thì username tại Twitter các bạn, thì các bạn cũng mở tại Twitter của mình ra các bạn, vì mình đã sang qua đây làm cho nó mau các bạn. Tiếp tục thì đường link Facebook các bạn, thì các bạn vào trang cá nhân thì các bạn copy đường link Facebook của mình nha các bạn. Tiếp tục thì đường link Instagram nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với TGC mới với cho link nha các bạn. Bấm ông reset nè. Copy nè bạn. Giờ bạn gửi cho bot nè bạn. Giờ bấm đòn lên thôi bạn. Giờ bấm set nè bạn. Rồi bấm bấm save tiếp nè bạn. Ok, vậy mình đã nhận được 20 token blue nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.